Dạ vâng, xin kính chào cô bác và anh chị nha. Thì em xin mời quý cô bác và anh chị xem theo chân em Trường xem mẫu xe Innova 2018e. Xe rất đẹp cả nhà ơi. Đó, em Trường đang mua. Đấy, đang xem xe và chốt cọc chiếc này để mang xe vào cửa hàng. 2018e màu ghi bạc nha cả nhà, xe rất đẹp luôn. Xe này là của một mua lại của hai vợ chồng bác chủ nhà này làm quán cà phê. Đấy, quán cà phê nha. Ở bên Biên Hòa, Đồng Nai. Hai vợ chồng đi cực kỳ giữ gìn luôn cả nhà. Đó, quán cà phê của nhà chủ luôn. Đấy, cái màu đen đen á là đờ can nha cả nhà. Cả nhà có thể thích thì mình bọc ra, thích thì mình bóc ra thôi. Vì chủ nhà dán để tạo cái điểm nhấn thôi. Đấy, rất đẹp luôn. 2018e. Đấy, chủ xe nè. Đây là nhà của chủ xe luôn. Quán cà phê nha. 2018e, xe này gốc Sài Gòn. Xe này chủ xe trước là chị của ảnh nha, giờ bán cho ảnh luôn. Xe rất đẹp, bao chích hãng toàn quốc nha. Đấy, chích bao tích hãng luôn, không lỗi lầm, nói chung không một lỗi nhỏ luôn. Bảo hành hãng từng km, bao tích đồng hồ luôn, không tua không tét gì nha cả nhà. Xe chạy nhất người luôn. Đấy, 2018e gốc Sài Gòn, cả nhà này mua về Sài Gòn là đúng bài luôn. Đấy, rất tuyệt vời. 2018 bạn nghe nha, màu ghi bạc. Đó, em chỉ nhé hàng nha cả nhà thôi, em sẽ quay chi tiết sau. Đó, em đang vào làm giấy tờ đây. Xe zin từ đầu tới đuôi, nó không miễn bàn. Xe còn đủ 3 chìa khóa zin theo xe. Xe còn đủ chìa khóa zin theo xe luôn. Đó, cả nhà thấy không? Bảo hành từng km luôn mà. Đó, em đang trên đường chạy về nha. Đó, quý khách hàng nào mà thích xe đời cao, xe cọp đẹp, bao tích hãng thì alo cho em Trường luôn. Đó, giá em Trường đó nhà mình cực kỳ yêu thương thôi. Chỉ với 510 triệu thôi nha. 510 triệu cho đời 2018 có công bằng điện tử nha cả nhà. Đấy,